Ngày 31 tháng 3 năm 2024, nhằm ngày 22 tháng 2 năm Giáp Thìn, tại chùa Quảng Đức, thị xã La Ghi, tỉnh Bình Thuận, Thượng tọa Thích Đức Thành, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Thuận, trụ trì chùa Quảng Đức hiệp cùng Chư Tôn Đức Môn Phong đã tổ chức lễ hiệp kỵ tưởng niệm Chư Tôn Đức trụ trì tiền nhiệm, đồng cầu siêu chư hương linh các bậc tiền nhân quá vãng tại bổn tự, cũng như cầu nguyện cho quốc thái dân an. Tại lễ tưởng niệm Chư Tôn Đức đã dân hương tưởng niệm giác linh Chư Tôn Đức tiền nhiệm trụ trì, nhân lời tác bạch tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Đức Thành khái quát sơ lược công đức kiến tạo trùng hưng ngôi Dạ Lam Quảng Đức qua các đời trụ trì tiền nhiệm như Tôn sư Thích Quảng Nhân khai sơn trú trì, Hòa thượng Thích Quảng Thành đệ nhị trú trì và đặc biệt là cố trưởng lão Hòa thượng Thích Trường Khiết đệ tam trú trì, cũng là bậc tổng lâm của Phật giáo tỉnh nhà. Đạo từ tại lễ tưởng niệm trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Trí, thành viên Hội đồng chứng minh Ban trị sự tỉnh tán thán tinh thần tri ân báo ân của hàng môn đồ đệ tử và môn phong pháp phái. Hòa thượng cũng sách tấn Chư Tôn Đức y theo hạnh nguyện và tiếp tục hoằng pháp, hướng dẫn tín đồ Phật tử tu học và phát triển ngôi chùa Quảng Đức ngày càng thêm hưng thạnh. Đại diện môn phong và ban tổ chức Đại Đức Thích Nguyên Phúc dâng lời tri ân Chư Tôn giáo phẩm và quý phái đoàn về dân hương tưởng niệm. Trước đó vào ngày 21 âm lịch, Thường trực Ban trị sự tỉnh Bình Thuận, Thiền phái Lâm Tế Chúc Thánh tỉnh Bình Thuận do Thượng tọa Thích Thông Triêm, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó trưởng Ban Thường trực Ban trị sự tỉnh, Trưởng ban điều hành Thiền phái Lâm Tế Chúc Thánh tỉnh cũng đã đến dân hương tưởng niệm Chư Tôn Hòa thượng tại chùa Quảng Đức.